365 ngày cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày thứ 143. Trong tin mừng, có lần các môn đệ tỏ ra không hài lòng khi có người khác cũng nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Ông Gioan nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Marco chương 9, câu 38 đến câu 40. Trong khi chúng ta làm điều thiện cho người khác, có khi trong lòng chúng ta cũng đã ngấm ngầm có những ích kỷ. Lòng ích kỷ ấy có thể khiến chúng ta loại trừ người khác hay nhóm khác không thuộc về mình. Lòng ích kỷ có thể khiến chúng ta không cảm thấy vui khi cũng có nhiều người khác cũng làm những việc thiện ích. Lòng ích kỷ có thể thôi thúc chúng ta chỉ muốn được công nhận là người duy nhất, là người độc quyền trong việc thiện nguyện này. Lòng ích kỷ khiến chúng ta suy nghĩ rằng việc thiện nguyện của người khác sẽ làm lu mờ đi việc thiện nguyện của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy thay đổi cách nhìn mới, hãy khích lệ nhau làm việc thiện. Thánh Thomas Aquino cũng khích lệ mọi người hãy làm việc thiện. Thiên Chúa thấy tất cả mọi sự, người thấy mọi tư tưởng của chúng ta, mọi điều bí ẩn trong lòng chúng ta. Vì lý do này, con người buộc phải làm điều thiện, vì tất cả mọi suy nghĩ và hành động của họ đều bày tỏ trước mắt Chúa. Vì thế, Thánh Tông Đồ nói, tất cả mọi sự đều trần trụi và phơi bày trước cặp mắt của Ngài. Dân số chương 4 câu 13. Chúng ta làm việc thiện không hẳn vì sợ Thiên Chúa đánh phạt mình, cho bằng đây chính là ý nghĩa cuộc đời của mình. Trước khi chúng ta có thể làm việc thiện, giúp người, giúp đời, thì chính chúng ta phải sống thiện. Lời mời gọi sống với tình bác ái, yêu thương chính là điều Thiên Chúa mong ước nơi cuộc sống mỗi người chúng ta. Làm việc thiện cũng không hẳn phải làm điều gì thật to tát, nhưng chỉ cần làm những việc thiện nho nhỏ trong khả năng mình có với tình yêu. Thiên Chúa hiểu lòng của mỗi người. Nếu như mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi để sống thiện và làm những điều thiện, chúng ta hãy thôi ganh ghét để cùng với nhau làm điều thiện. Lạy Chúa, xin dẹp bỏ tính ích kỷ nơi con, để con có thể dám đón nhận người khác. Xin chữa lành đôi mắt, để con có thể thấy những điều tốt đẹp của anh chị em.
xin cho con vui khi thấy có nhiều người cùng cộng tác với nhau làm việc thiện. Hồn sống trong ngày. Trong tuần này, tôi hãy lên kế hoạch làm một việc thiện cụ thể nào đó cho một người cần đến sự giúp đỡ nhất mà mình biết. Nếu được, có thể cùng với một nhóm hoặc tự mình làm tùy theo hoàn cảnh mỗi người. Trần gian con đọa đây. Mẹ ơi, mẹ có nghe nhân thế đang kêu cầu, cây nhờ vào lòng mẹ từ bi xin xoa dịu mọi bệnh tật nơi trần thế này. Trông lên mẹ yêu, xin thương trợ che đỡ nâng con. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu. Nguyện mẹ thương cứu giúp. Mẹ ơi, mẹ có hay giờ tang thương phụ đây. Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng khóc than não nung. Nguyện mẹ dù tình sinh thương cứu vớt, linh hồn đã lìa chân trong vòng tay mẹ. Trông lên mẹ yêu, xin xoa dịu đi nỗi đau ly biệt. Gìn giữ chúng con đây. Mẹ ơi, mẹ đói thương thêm sức cho chúng con. Chỉ còn cây vào lòng mẹ thương yêu để vượt mọi sự khổ đau giây phút này. Trông lên mẹ yêu, dâng câu nguyện xin nép bên mẹ là. Mẹ ơi, mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, từ trên cao ấy có thấu tiếng con cầu. Nguyện mẹ thương cứu giúp. Mẹ ơi, hãy thương đói trong đoàn con. Trần gian giờ đây chìm trong đớn đau khổ sâu. Mẹ ơi, từ
cao ấy có thơ. Tiếng con cầu nguyện mẹ thương cứu giúp, tiếng con cầu nguyện mẹ thương cứu giúp.